Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Kính thưa quý vị, trong chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 6, kỷ niệm 9 năm cộng tác với đài truyền hình SPTN -DC do ông Trần Quang Dực phụ trách với chủ đề Thăng trầm. Bích Phượng xin mời quý vị nghe ông kể lại những chặng đường đã qua như Thi Hào Nguyễn Du đã viết trong kiều là Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Sau đây, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi chủ đề Thăng trầm. là trần quốc duật xin kính chào quý đại bàng, quý liên trưởng, quý chiến hữu và quý khán thính giả đến với chương trình truyền hình người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tháng 6 của chúng tôi. Thưa quý vị. Để kỷ niệm 9 năm là cộng tác viên của đài truyền hình SBTNDC. Hôm nay chúng tôi xin hầu chuyện cùng quý chiến hữu và quý khán giả đến với chủ đề của chương trình là thăng trầm nói lên những chuyện đã đến với tôi trong thời gian mà súng đạn bản đồ bị tước mất để trở thành người lính truyền tin của quân lực Việt Nam Cộng hòa mà cái giai đoạn này theo như Nguyễn Du thì đoạn trường ai có qua cầu mới hay và xin được bắt đầu với tiết mục thứ nhất vạn sự khởi đầu nan trong khoảng những năm 65 và 66 quân đội nhận trách nhiệm bảo quốc an dân với hai tướng là Nguyễn Văn Thiệu chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia và Nguyễn Cao Kỳ là chủ tịch ủy ban hành pháp các tướng lãnh thường xuyên chọn Đà Lạt làm nơi mở các cuộc họp quan trọng cho đất nước và thỉnh thoảng quý vị đó có ghé trường võ bị quốc gia Việt Nam để có những huấn thị đặc biệt dành cho khóa 21 chúng tôi. Điển hình là Trung tướng Nguyễn Đức Thắng đã tin tưởng và giao cho khóa 21 chúng tôi tham gia vào chiến dịch bầu cử quốc hội lập hiến. Nhưng có một vị niên trưởng xuất thân khóa 3 đã nhiều lần vào ban huấn thị và hướng dẫn những chi tiết cần thiết để trang bị cho những tân thiếu quý sau khi tốt nghiệp đó là niên trưởng Đức Lan. Từ khi ông mang một sao đến ba sao với chức vụ sau cùng là trung tướng tư lệnh quân đoàn 2 kiêm vùng 2 chiến thuật. Trong bài giảng sau cùng, ông có nói, trong chiến tranh Việt Nam, bên nào chiếm được cao nguyên, bên đó sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng. Quả thật, câu nói của vị niên trưởng khả kính này đã đúng khi chúng ta thất thủ ban mê thuộc vào năm 1975. Để kết luận cho bài nói chuyện này, ông có nói, sau khi tốt nghiệp, các chú cần gì, cứ ghé em hòa. Và tôi giơ tay xin có ý kiến. Thưa niên trưởng trung tướng, với cấp bậc và chức vụ quá cao của niên trưởng, làm cách nào để chúng tôi những thiếu úy mới ra trường có thể trình diện trung tướng được? Ngẫm nghĩ một lát, ông nói: "Mấy em cứ nói là quá mốt thì các em sẽ được hướng dẫn để vào gặp Hoa mãi cho đến năm 2010, qua sự vận động của niên trưởng Nguyễn Văn Thiện, khóa 16, một cựu sinh viên sĩ quan mang nặng ba chữ tình võ bị đã đề nghị với anh Võ Thành Nhân dành cho võ bị một chương trình truyền hình. Anh Võ Thành Nhân đã đồng ý trên nguyên tắc nhưng võ bị chưa tìm ra người gánh vác tiết mục quá mới mẻ này." Qua sự gợi ý của cháu Lữ Anh Thư được biết, trung tướng đang biên khảo một đề tài về Bâu Các chú thử đến xem ba cháu có chịu lên truyền hình hay không. Để nói về đề tài này, một phái đoàn đến từ gia của trung tướng và trưởng toán là đại tá niên trưởng biệt động quân, Lâm Duy Tiền. Mặc dù được trung tướng và phu nhân tiếp đón rất là chân tình, nhưng trung tướng kiên quyết tiễn phái đoàn chúng tôi ra về. Thấy vậy, tôi bấm bụng và nói, trình trung tướng, tôi đến hôm nay để đòi nợ trung tướng. Ông nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và nói Mo nợ gì toa nhỉ? Tôi nhắc lại lời hứa của ông với khóa 21 và ông nói Thôi, dù nói vậy thì Mo phải giữ lời hứa với khóa 21 Các toa về chuẩn bị, khi nào chuẩn bị xong cho Mo biết để Moa lên thu hình Và hiện diện trong buổi thu hình đầu tiên này Có một anh Nguyễn Tiên Việt khóa 23 Anh đang làm việc cho Đài Á Châu Tự Do Và nắm chắc một điều Anh sẽ là người được Niên trưởng Đức Lan chọn làm người phỏng vấn Vì nghề nghiệp của anh hơn tôi rất nhiều nhưng bất ngờ ông nhìn tôi và nói Duật phỏng vấn ngoa đi Và ngay sau buổi phỏng vấn này Tôi bị chính thức đảm nhiệm chương trình truyền hình Cho hội võ bị DC Kỷ niệm 9 năm làm truyền hình Thông cho phép tôi được gửi lời Chiên đến niên trưởng Trung tướng Lữ Lan Với lầu cầu chúc sức khỏe đến niên trưởng Niên trưởng Và niên trưởng Nguyễn Văn Thuật Với lời chúc mừng trắng bình phục Và cháu nữ Anh Thư với sự giúp đỡ của chương trình qua những cuộc phỏng vấn với lời chúc cháu đạt được những gì mà cháu để ra tiết mục thứ nhì đắp mô thưa quý vị qua những khó khăn ban đầu một ngày chủ nhật đang ở nhà của võ Tiền toàn hai vợ chồng anh võ thành nhân đi đi ước về sau màn trời hỏi võ thành nhân nói chú phụ trách thêm cho cháu một chương trình về quân đội nữa được không à, tôi trả lời trưởng cho tên đi và không một chút suy nghĩ võ thành nhân đáp người chiến sĩ việt nam cộng hòa và chương trình này bắt đầu chạy một cách điều hòa thì một hôm tôi được đọc phần nhận định của nhà báo Phạm Trần, cố vấn cho SBTNDC với nguyên văn như sau. Qua theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do ông Trần Quang Duật phụ trách, tôi nhận thấy đây là một chương trình chống cộng đúng với đường lối của chúng ta, nên để chương trình này tiếp tục và trong chương trình này, Xin phép tôi được tri ân ký giả Lão Thành Phạm Trần đã cho tôi một niềm tin về những người làm báo chân chính của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Tiết mục thứ ba tri ân. Những hình ảnh mà quý vị được nhìn thấy trong các chương trình là do anh Võ Thiện Toàn thực hiện sau này thêm Minh Thúy. Và nếu chỉ dùng hai chữ chiên, theo tôi nghĩ không nói lên những gì mà anh Võ Thiện Toàn và Minh Thúy đã giúp tôi có được những chương trình sinh động như hiện tại. Và tôi nghĩ rằng tôi luôn luôn nợ Võ Thiện Toàn và Minh Thúy một món nợ mà tôi nghĩ rằng chưa có thể nào trả được dù là 9 năm thực hiện các chương trình về quân đội. Qua sự hướng dẫn nhiệt tình của anh Võ Thiện Toàn, tôi đã thực hiện được những chương trình mà những người lính với sáu chữ tổ quốc danh dự và trách nhiệm đều hưởng ứng đó là trả lại sự thực cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và trần sự chiến thắng giả tạo của Việt Cộng không phải chiếm được miền Nam rồi thì muốn nói gì thì nói. Qua các chương trình này chúng ta đã gửi những hình ảnh dã man của Việt Cộng khi họ pháo kích vào trường tiểu học cai lệ. Đặc biệt họ đang tìm cách viết lại những trận đánh tại Tết Mậu Thân và bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản. Việt Nam đang tô son chất phấn cho cái gọi là Việt sử giai thoại. Họ không gọi chúng ta là ngụy quân, ngụy quyền như xưa nữa, mà gọi là lính Sài Gòn để hòng du dỗ những người quốc gia nào còn nhẹ dạ cả tin vào sự tuyên truyền của Việt Cộng. Kỷ niệm 9 năm làm truyền hình, nếu không có những lời tri ân đến, xin thắp một nến tâm nhang để cảm tạ Thiếu tướng Tư lệnh Bùi Thế Lân. Trong những chỉ bảo và hướng dẫn của ông, Đại bàng Tăng Gô, tức Đại tá Tư lệnh Phó Sư đoàn Thủ quân Lục Chiến, Đại bàng Đồ Sơn, tức Đại tá Ngô Văn Định, Tại bàng Trương Thiện, tức Trung tá Nguyễn Văn Cảnh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 14 tiểu quân lục chiến. Niên trưởng Phạm Văn Tiền, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 tiểu quân lục chiến, niên trưởng Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 tiểu quân lục chiến và đặc biệt khi ông đảm nhiệm chức vụ tổng hội trưởng tổng hội tiểu quân lục chiến hải ngoại với ban chấp hành chỉ có 3 người là Phạm Cang, Mai Văn Tấn và Phó Vi Hùng đã có công tạo được một quỹ thương binh tiểu quân lục chiến mà hầu như không có đơn vị nào của quân đội có thể so sánh được và sau cùng là cuốn chiến sử của binh chủng đã được trình làng trong thời gian ông làm tổng hội trưởng nhất là mỗi khi có những khó khăn cần thiết cho chương trình tôi xin ý kiến và ông giúp ngay đúng như quý niên trưởng khoa 20 là Lê Tấn Tài Trịnh chân thường nói khoa 20 và 21 là anh em kết luận để kỷ niệm 9 năm làm truyền thông tôi vừa thưa cùng quý vị những nỗi thăng trầm của người lính trong chiến tranh làm lính bóp cò bây giờ trở lại tiếp tục làm người lính truyền tin của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi rất mong được sự tiếp tay và sự ủng hộ của quý vị như trong 9 năm vừa qua và xin hứa sẽ không phụ lòng tin tưởng của quý vị là trả lại sự thật cho người lính Việt Nam Cộng Hòa. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới. Trân trọng. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC at sbtn.tv bích phường kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị có một buổi tối ăn vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình để tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ liệt nữ anh hùng nguyễn thị giang hay còn được biết đến là cô giang hiền thê của anh hùng nguyễn thái học đảng trưởng việt nam quốc dân đảng chúng tôi quyết định thành lập phòng đọc sách cô giang tặng vật hay hiện kim xin gửi về phòng đọc sách cô Giang 6329 Arlington Boulevard Suite A Falls Church Virginia 22044 trân trọng kính mời quý đồng hương quý hội đoàn hưởng ứng giúp đỡ phổ biến và tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ để tạo nguồn tài chánh cho sinh hoạt và thành lập phòng đọc sách cô Giang tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard Falls Church Virginia 22042